Thông tin nổi bật trên các trang báo sáng nay liên quan đến phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Ghi nhận về phiên họp này, báo Thanh Niên tập trung vào nội dung thảo luận về hoạt động tư pháp. Ghi nhận phiên thảo luận về kinh tế xã hội liên quan đến hoạt động tư pháp, báo Thanh Niên trích dẫn lời phát biểu của các đại biểu Quốc hội rằng hoạt động tư pháp thời gian qua mặc dù còn nhiều sai sót nhưng trong mấy chục năm nay cải cách tư pháp, các đại biểu vẫn khẳng định nền tư pháp có thành tựu góp phần cho ổn định trật tự xã hội. Nhiều đại biểu cho rằng quan trọng nhất bây giờ là làm sao để các cơ quan tư pháp cùng nhau khắc phục những tồn tại khuyết điểm để hoạt động tư pháp tốt hơn, chất lượng hiệu quả hơn, làm sao tránh được oan sai cho người dân. Cũng ghi nhận từ phiên thảo luận của Quốc hội, báo Vietnamnet có bài viết xoay quanh các chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam thời gian qua. Theo nội dung bài viết, thời điểm này nhiều địa phương đã trải thảm đỏ cho các tập đoàn, các doanh nghiệp đa quốc gia rót vốn. Song cùng với sự ưu ái này, thủ tục đầu tư với doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn phức tạp kéo dài. Do đó, các đại biểu Quốc hội đề nghị nhà nước quan tâm thu hút doanh nghiệp nước ngoài, nhưng không bỏ quên doanh nghiệp trong nước. Báo Vietnamnet đăng tải quan điểm của các đại biểu Quốc hội. Chính sách thu hút FDI cần chọn lọc, tránh việc nhà đầu tư ngoại lợi dụng chính sách cởi mở thu hút vốn nước ngoài của Việt Nam để rửa xuất xứ hàng hóa, không đem lại giá trị gia tăng, ảnh hưởng kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước. Mặt khác, việc đứt chuỗi cung ứng liên kết nguyên phụ liệu do COVID-19 khiến doanh nghiệp trong nước khó khăn hơn, hàng hóa tồn kho tăng, công nhân buộc phải nghỉ việc luân phiên khiến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Chính vì vậy, đại biểu Quốc hội đề nghị, ngoài các chính sách miễn giảm thuế, chính phủ cần có thêm gói hỗ trợ vay vốn lãi suất 0% với các ngành thâm dụng lao động lớn và đang rất khó khăn như dệt may, da giày, thủy sản, giúp doanh nghiệp có thêm vốn mở rộng thị trường xuất khẩu. Thưa quý vị, trong kiến nghị gửi tới Thủ tướng mới đây, Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam cho biết, Việt Nam là nước sản xuất gạch ốp lát đứng thứ tư của thế giới, công suất lắp đặt các nhà máy đạt 750 triệu mét vuông một năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc nhập khẩu gạch ốp lát, sản phẩm thiết bị siêu vệ sinh từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng tới 60-70% một năm, khiến cho nhiều doanh nghiệp trong nước phải thu hẹp sản xuất. Nội dung phản ánh này được nhiều trang báo đưa tin. Trong bài phản ánh thiết bị vệ sinh Trung Quốc tràn sang Việt Nam đăng trên báo Tuổi Trẻ, tác giả bài viết cho biết, hiện nay các mặt hàng gốm sứ, gạch ốp lát, thiết bị siêu vệ sinh xuất xứ Trung Quốc được bày bán trên khắp thị trường Việt Nam. Trong khi nguồn cung gạch ốp lát trong nước đã vượt cầu, các doanh nghiệp buộc phải tìm đường xuất khẩu với những tiêu chuẩn khắt khe. Chính vì vậy, Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam đề nghị chính phủ áp đặt tiêu chuẩn nhập khẩu với sản phẩm gạch ốp lát, thiết bị siêu vệ sinh, cấp chứng chỉ nhập khẩu như các nước đang áp đặt với doanh nghiệp Việt. Câu chuyện liên quan đến việc tăng học phí, một số trường đại học tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của dư luận bởi thời điểm đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học đã đến. Tăng học phí như thế nào cho phù hợp, vì thế cũng là đề tài được nhiều trang báo phân tích mổ xẻ. Phản ánh vấn đề này, báo Sài Gòn Giải Phóng có loạt bài với tiêu đề Bài toán tăng học phí và công bằng trong giáo dục đại học. Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, hiện nay tất cả các trường đại học công lập chưa tự chủ được thu học phí theo khung của Nghị định 86 của Chính phủ. Do đó, người học chịu 50% chi phí đào tạo, 50% còn lại là ngân sách hàng năm của các bộ ngành cấp cho trường trực thuộc. Với mức học phí này, các trường không đủ xoay sở để đảm bảo chất lượng, cạnh tranh về chất lượng đào tạo với các trường đại học trong khu vực. Bài viết cũng phân tích, chi phí đào tạo của một sinh viên Việt Nam hiện nay khoảng 16,2 triệu đồng một năm, trong khi ở một số nước trong khu vực lên đến cả 100 triệu đồng một năm. Từ đó, báo Sài Gòn Giải Phóng nhận định, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, nếu không tăng học phí, không tính đúng tính đủ để đảm bảo chi phí đào tạo, thì rất khó để đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng.